Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trở lại với kênh vlog của mình. Mình là Phú đây. Thì theo yêu cầu của một số bạn muốn mình chia sẻ về cái phần mềm Camtasia Studio 9 dùng để biên tập video đó. Thì hôm nay mình sẽ bắt đầu mở ra cái series video chia sẻ về phần mềm này. Hy vọng rằng sẽ giúp được cho các bạn ha. Rồi, bây giờ xin mời các bạn cùng theo dõi video chia sẻ của mình nha. Thì cái video đầu tiên ngày hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn đó là về cái giao diện cũng như là cách sử dụng của phần mềm này. Về cái vấn đề mà cài đặt phần mềm á, thì mình sẽ không đề cập trong cái series này bởi vì nó có liên quan khá nặng đến cái vấn đề bản quyền của phần mềm. Cho nên nếu như các bạn muốn cái phần mềm để cài đặt cũng như là cách cài đặt thì các bạn có thể Google hoặc là xem ở những cái kênh khác nhé. Rồi. Thì khi mà các bạn cài đặt được cái phần mềm Camtasia Studio 9 vào trong máy rồi, các bạn sẽ có một cái biểu tượng như thế này ở ngoài desktop. Còn nếu không có thì các bạn có thể tìm nó ở trong cái menu Start trong này. Các bạn gõ Camtasia là sẽ ra thôi. Đó. Đây, mình gõ sai rồi. Camtasia. Đó, nó sẽ ra được cái phần mềm như thế này. Rồi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu khởi động phần mềm lên. Thì các bạn sẽ click nút vào biểu tượng ngoài desktop thế này. Nó sẽ gọi cái phần mềm Camtasia lên cho mình nha. Thì hiện tại bây giờ mình đang sử dụng cái phiên bản mới nhất là Camtasia Studio 9.1 là phiên bản mới nhất nha. Rồi, thì các bạn sẽ click vào New Project ở đây. Ở cái cửa sổ này á, là cái cửa sổ để chúng ta bắt đầu phần mềm. Bắt đầu khởi động phần mềm thì ở bên này nó sẽ có ba lựa chọn. Thứ nhất là New Project, có nghĩa là các bạn sẽ tạo ra một cái dự án mới để các bạn biên tập video. Cái lựa chọn thứ hai là New Recording, để các bạn dùng các bạn quay lại màn hình ha, hoặc là thu âm gì đó. Cái thứ ba là Open Project, có nghĩa là các bạn đã có sẵn một cái dự án trước đó rồi và các bạn sẽ open ở đây để các bạn mở ra. Giống như mình ở đây này, mình sẽ có cái mục là Recent Project ở đây, có nghĩa là những cái project mà mình đã sử dụng trước đó ha, mình đã sử dụng trước đó cho nên là nó ghi nhớ ở đây. Còn nếu như các bạn mà chưa có project nào ha, chưa có xài cái nào đó, thì ở đây sẽ không có gì hết. Rồi, còn cái phần này là cái tutorial, là cái hướng dẫn của phần mềm, nó sẽ kết nối với lại server chủ của hãng TechSmith nha. Rồi, còn nếu các bạn không thích cái này nó mở ra mỗi khi khởi động phần mềm, các bạn sẽ bỏ dấu check ở đây đi, thì lần sau nó sẽ không khởi động lên nữa. Nhưng mà theo như mình thì các bạn nên để cái này, bởi vì cái này nó khá là hay. Rồi, bây giờ mình sẽ khởi tạo một cái project mới bằng cách là mình bấm vào New Project ở đây nha các bạn nhé. Đấy, thì nó sẽ khởi động cái phần mềm lên cho mình. Thì đây chính là cái giao diện chính của phần mềm Camtasia Studio 9 các bạn nhé. Đây, cho các bạn coi. Nếu như các bạn muốn biết là phần mềm thuộc phiên bản nào, các bạn sẽ bấm vào mục Help ở đây và các bạn chọn About Camtasia. Đấy, thì ở đây của mình đang xài phiên bản mới nhất là 9.1.2 ha, là phiên bản mới nhất của Camtasia Studio 9. Đó, nó được xuất bản vào ngày 5 tháng 3 này, năm 2018 ha. Và các bạn nhớ là để cài được phần mềm Camtasia Studio phiên bản 9 chấm thì bắt buộc Windows các bạn phải là Windows 64 bit thì các bạn mới cài được nha. Do là phiên bản 9 chấm này nó chỉ hỗ trợ trên nền Windows 64 bit thôi. Nó không có hỗ trợ trên Windows 32 bit các bạn nha. Rồi đây chính là cái giao diện chính của phần mềm Camtasia Studio 9 các bạn nhé. Thì mình sẽ giới thiệu sơ về cái giao diện của cái phần mềm này để chúng ta làm việc được dễ dàng và thuận tiện hơn nhé. Đầu tiên á, các bạn sẽ nhìn thấy ở trên này chúng ta có một cái thanh menu ha, gồm có menu File. Ở trong File trong này chúng ta có Open rồi Save, Import, Export ha, những cái thông dụng ta thường biết ở trên những phần mềm khác cũng có. Rồi Edit để copy, rồi Paste để delete, rồi Modify để chỉnh sửa thêm hiệu ứng, rồi View để xem
rồi share là để chia sẻ, rồi lưu trữ, help là những cái hỗ trợ của phần mềm. Rồi ở bên đây chúng ta sẽ có những cái thanh công cụ quản lý ha, ví dụ như là media để chúng ta quản lý những cái file video hoặc là hình ảnh để chúng ta đưa vào tay biên tập video. Cái thứ hai ở đây là annotation để chúng ta có thể thêm vào những cái ví dụ như là chữ, rồi những cái công cụ vẽ ở trong này ha, ta thêm vào trong cái video chúng ta sẽ thêm được sinh động hơn. Rồi transition là những cái hiệu ứng chuyển cảnh ở trong này ha, có rất là nhiều hiệu ứng chuyển cảnh đẹp trong này. Và cái này á, tùy theo cái tư duy của mỗi người thôi, nếu như các bạn có những cái tư duy sáng tạo đẹp ấy, thì cái phim các bạn sẽ hay hơn, hấp dẫn hơn. Rồi cái behavior này là có nghĩa là những cái hiệu ứng dành cho những cái file hình ảnh cũng như là phim các bạn đưa vào để các bạn biên tập video. Animation là tạo những cái hiệu ứng chuyển động ha, tạo những cái hiệu ứng chuyển động cho phim của bạn. Rồi cái cursor effect này là chúng ta sẽ thêm những cái hiệu ứng cho cái con trỏ chuột chúng ta, thì những cái này thường là dùng trên những cái video hướng dẫn ấy. Các bạn sẽ thấy trên những video hướng dẫn mà người ta có cái con trỏ chuột màu vàng vàng này, mỗi khi người ta bấm nó sẽ có con chuột vàng vàng này đó. Rồi voice narration thì các bạn thấy đó, mình đang nói thì nó cứ có cái xanh xanh nó đi này, có nghĩa là các bạn sẽ thu âm vào đây nha, thu âm vào phần mềm này. Rồi audio effect để các bạn chỉnh cái phần âm thanh khi mà các bạn biên tập video, ví dụ như các bạn khử nhiễu này, rồi các bạn tăng âm lượng âm thanh, rồi có fade in fade out đây nữa. Rồi ở trong tiếp theo các bạn sẽ có một more đây này, nếu như cái màn hình các bạn mà lớn ấy, thì cái này sẽ show hết ra luôn, hiển thị hết ra luôn, còn cái màn hình của mình nó bé quá cho nên nó sẽ có nút more ở đây, thì các bạn bấm đây các bạn sẽ có tiếp mục là visual effect. Thì trong cái mục visual effect này nó sẽ có rất là nhiều cái hiệu ứng khác hay hơn, ví dụ như chỉnh màu và chỉnh ánh sáng đủ thứ hết. Rồi interactivity ở đây thì các bạn sẽ thêm vào những cái mục, ví dụ như để các bạn làm những cái dạng mà video hướng dẫn ấy, thì cái này mình sẽ nói sau nhé. Rồi tiếp theo là CC caption, là các bạn sẽ cho vào những cái caption ha, những caption là những cái phụ đề đấy ha, giống như các bạn coi ca nhạc hoặc các coi phim ấy, nó có những cái phụ đề ở những cái phim thì chúng ta sẽ sử dụng cái tính năng này. Rồi tiếp theo ở bên cái ô bên này á, là cái ô để chúng ta xem cái phim ha, xem cái phim mà chúng ta dựng ấy. Tại ví dụ như mình đưa một cái file vào để cho các bạn coi cho nó dễ hình dung nhé. Đây này, đây là cái phim mà mình đã quay trước đó. Rồi ví dụ mình đưa cái file hình này vào đi. Rồi thì ở dưới đây ấy, là cái thanh timeline các bạn nhé, cái thanh này gọi là thanh timeline để chúng ta biên tập video này. Để ví dụ các bạn kéo một cái file hình hoặc là phim xuống đây đó, rồi ví dụ mình kéo đây đi, thì các bạn sẽ nhìn thấy cái phim của các bạn nó nằm ở đây ha, thấy cái phim của bạn nó nằm ở trên đây. Cái ô này chính là cái ô để chúng ta xem phim, xem cái phim mà chúng ta đang biên tập đấy. Rồi tiếp theo bên này chúng ta sẽ có cái công cụ bên này, cái thanh bên này gọi là cái thanh property. Property có nghĩa là cái thanh thuộc tính. Thì ví dụ như bạn kéo một cái file hình hoặc là phim xuống cái thanh timeline thế này, thì nó sẽ nổi cái thanh thuộc tính ở bên này cho các bạn, để các bạn biết được là cái thông tin của cái file này như thế nào. Nếu như các bạn không tìm thấy cái file này thì các bạn bấm vào nút property đây nhá. Ví dụ các bạn bấm đây nó mất đi, rồi bấm một cái nữa nó hiện ra. Đó, thì ví dụ như cái file này khi mình kéo xuống thì cái thông tin của nó đang là ví dụ như là scale là kéo giãn là 100%, rồi opacity là cái độ mà trong suốt đấy là 100% luôn. Đó, những cái này nó đang là mặc định hết. Đó, ví dụ như các bạn kéo giãn này to ra, ví dụ là như vậy. Thì đây là cái thông tin, cái thanh bên này là thông tin của nó nha. Rồi, thì đây chính là cái giao diện của cái phần mềm nha các bạn nha. Ở đây thì chúng ta sẽ có thêm những cái ví dụ như là con trỏ chuột để chúng ta điều khiển ở trên đây. Rồi bàn tay khi chúng ta phóng to, thu nhỏ, đấy, ta kéo tới kéo lui này. Đó. Rồi cái công cụ crop để chúng ta cắt cái màn hình ha, cắt đi này. Đó, cắt đi. Đấy, chúng ta muốn lấy phần nào ta cắt đi. Đó. Đấy, nó sẽ cắt cái màn hình chúng ta đi như thế này. Rồi ở đây chúng ta sẽ có cái độ hiển thị của khung nhìn,
ví dụ như bao nhiêu phần trăm, thì mình đang để là fit. Fit có nghĩa là nó nằm gọn ở trong cái giao diện này để mình nhìn được toàn cảnh luôn. Còn nếu ví dụ mình để 100% đi, phóng to như thế này đó. Đấy, các bạn có thể là phóng to bao nhiêu tùy ý các bạn nha. Rồi thì cái video ngày hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn về cái giao diện của phần mềm trước, và tiếp theo những video sau mình sẽ chia sẻ với các bạn về cách sử dụng cái phần mềm này để biên tập video nhé. Thì cái video này mình xin tạm biệt tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nhé. Xin chào các bạn. Rất cảm ơn các bạn đã bỏ chút thời gian để theo dõi video chia sẻ của mình. Nếu như các bạn thấy video này của mình hữu ích, các bạn đừng quên chia sẻ nó cho nhiều người khác cùng xem với nhé. Cũng như là nhấn nút đăng ký kênh và bật nút thông báo để nhận được những video chia sẻ mới nhất từ kênh của mình nhé. Dưới đây là những video hữu ích khác dành cho bạn. Các bạn nhấn vào các hình vuông phía dưới để xem video nhé. Chúc các bạn xem video vui vẻ và chúc các bạn thành công.